tiểu vương cung thánh đường đầu tiên ở Kazakhstan. Qua bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, Đức Thánh Cha đã cho phép nâng nhà thờ Thánh Giuse ở Karaganda lên hàng tiểu vương cung thánh đường, một sự công nhận rất quan trọng đối với người Công giáo ở Kazakhstan. Đức Cha Adelio Denloro, giám mục Karaganda, đã công bố sắc phong này trong một thánh lễ được cử hành trong những ngày gần đây. Trước đó, Đức Cha Adelio Denloro đã xin tước hiệu này nhân dịp kỷ niệm 40 năm cung hiến nhà thờ 29 tháng 6 năm 1980. Tiểu vương cung thánh đường là một địa điểm quan trọng đối với cộng đoàn Công giáo ở Kazakhstan và các nước láng giềng. Đức cha Denloro xác định đây thực sự là một nơi thánh thiêng, rất nhiều tín hữu hành hương đến đây. Nhà thờ hiện lưu giữ thánh tích của cha Władysław Bukowiński, tử đạo trong chế độ cộng sản. Trong giai đoạn bị bách hại nhiều thập kỷ ở Liên Xô, các tín hữu không thể sống công khai đức tin. Đây là thời gian đầy thử thách. Thực tế, vào năm 1953, sau cái chết của Stalin, từ trại tập trung, các linh mục được trả tự do đã đến Karaganda. Đức cha Denloro giải thích, trong số đó có cha Władysław Bukowiński, Đức cha Alexander Kira, giám mục Công giáo Đông Phương, các cha Alexander Stauk, Alexei Zaritsy, Albinas Dumbliauskas và một số giáo dân. Tất cả các linh mục này đã rửa tội, giải tội, cử hành thánh lễ bí mật, dân chúng từ các vùng xa xôi đến lãnh nhận các bí tích. Nhiều phụ nữ cũng đã liều mình góp phần loan báo tin mừng. Bất chấp những cuộc bách hại tàn bạo, nhiều người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên đã được học giáo lý, được rước lễ lần đầu và các bí tích. Ngày 28 tháng 1 năm 1977, giáo xứ Karaganda được chính thức công nhận, một ngôi nhà thờ khiêm tốn được xây dựng. Và ngày 19 tháng 3 năm 1977, lễ Thánh Giuse, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đây. Ngày 26 tháng 6 năm 1980, Đức cha Alexander Kira đã long trọng thánh hiến nhà thờ. Sau đó nhà thờ được tu bổ dần dần cho đến ngày nay. Theo giám mục Karaganda, việc nhà thờ được nâng lên tiểu vương cung thánh đường có ý nghĩa rất quan trọng, củng cố mối tương quan của ngôi thánh đường với giám mục Roma và cho thấy vai trò quan trọng của nhà thờ đối với vùng đất Kazakhstan. Điều này có thể nhận thấy huy hiệu giáo hoàng trên cửa ra vào của nhà thờ. Và để gắn kết hơn nữa mối liên hệ này với ngai tòa Thánh Phêrô, hàng năm ơn toàn xá được ban cho các tín hữu vào dịp lễ Thánh Phêrô Phaolô ngày 29 tháng 6 và kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha được chọn làm giáo hoàng 13 tháng 3.